các em có biết các sinh vật được phân thành các nhóm tùy thuộc vào cấu tạo và đặc điểm của chúng việc phân loại các sinh vật cho phép phân chia các sinh vật thành các nhóm nhỏ hơn và chuyên biệt hơn và khóa phân loại được xây dựng giúp xác định vị trí phân loại của loài thuận lợi hơn đó các em trong đó khóa lưỡng phân là kiểu phổ biến nhất trong các khóa phân loại sinh vật nguyên tắc của khóa lưỡng phân là từ một tập hợp các đối tượng ban đầu được tách thành hai nhóm với những đặc điểm đối lập nhau sau mỗi lần tách ta được hai nhóm nhỏ hơn và khác nhau bởi các đặc điểm được lựa chọn phù hợp với mỗi lần phân chia tuần tự nhiều thông tin về đặc điểm cụ thể của sinh vật được thể hiện rõ hơn khi một sinh vật không còn đặc điểm chung với bất kỳ sinh vật nào thì sinh vật đó đã được xác định bây giờ cô chào mình sẽ cùng nhau xây dựng khóa lượng phân để phân loại một số sinh vật sau nào cô có con thỏ con cá hoa sen đại bàng con rùa để xây dựng khóa lượng phân, đầu tiên các em cần lựa chọn một đặc điểm để phân chia được các loài cần phân loại thành hai nhóm, trên cơ sở trả lời câu hỏi có hay không có đặc điểm đó. Tiếp tục cách làm như vậy ở từng nhóm nhỏ hơn tiếp theo để sắp xếp các sinh vật thành hai nhóm nhỏ hơn cho đến khi xác định được từng loài. Các em lưu ý, khi sử dụng khóa lượng phân, các em nên sử dụng các đặc điểm bất biến, có nghĩa là các đặc điểm không thay đổi của sinh vật, ví dụ như số lượng các chi, phương pháp sinh sản, kích thước hay màu sắc khóa lưỡng phân thường được biểu diễn theo sơ đồ phân nhánh ở bài này đặc điểm đầu tiên cô chọn là khả năng di chuyển chúng ta dễ dàng phân loại được hoa sen với các loài sinh vật khác vì hoa sen không có đặc điểm trên trong khi thỏ cá chim và rùa thì có thể di chuyển tiếp tục ở nhánh nhỏ tiếp theo cô cần tìm một đặc điểm bất kỳ để có thể phân loại các sinh vật này các em hãy dừng video lại và suy nghĩ xem chúng ta cần đưa ra đặc điểm gì tiếp theo ở đây nếu cô lựa chọn đặc điểm có vỏ cứng trên thân thì cô có thể tách riêng rùa ra khỏi nhóm không có vỏ cứng trên thân các em có thể lựa chọn một đặc điểm khác để phân loại như đặc điểm có chân hay không khi đó chúng ta sẽ phân loại được cá và những sinh vật có chân còn lại đặc điểm lựa chọn để phân loại có tính chủ quan nên các em có thể linh hoạt đưa ra các đặc điểm sao cho phù hợp để phân loại là được nhé ở nhánh tiếp theo cô có thể lựa chọn đặc điểm biết bay hay không để phân loại cô sẽ phân loại được chim với nhóm không biết bay và cuối cùng đặc điểm cơ bản khác nhau giữa hai loài sinh vật còn lại là có vỏ cứng trên thân hay không đến đây chúng ta đã sắp xếp mỗi loài sinh vật theo từng nhóm có đặc điểm riêng biệt rồi đó các em một ví dụ nữa chúng ta hãy cùng nhau xây dựng khóa lưỡng phân cho các loài động vật sau nhé các em nhóm động vật cần phân loại gồm lương bướm cá vàng ruồi nhện và khỉ. Các em hãy dừng video lại và thử sắp xếp các loài trên theo các đặc điểm mình lựa chọn rồi trở lại bài học của cô nhé. Đặc điểm đầu tiên cô lựa chọn để phân loại là động vật có chi hay không. Khi đó cô có hai nhóm, lương và cá vàng không có chi, còn bướm, ruồi, nhện, khỉ thuộc nhóm có chi. Giữa lương và cá Cô dựa vào đặc điểm có vảy hay không có vảy cô sẽ phân loại được lương và cá vàng. Trở lại nhánh bên phải, dễ dàng phân nhóm bướm và ruồi với nhện và khỉ dựa trên đặc điểm động vật có cánh hay không. Tiếp theo trong nhóm có cánh, cô lại phân thành hai nhóm khác biệt theo số lượng cánh của từng loài, như bướm có 4 cánh, còn ruồi thì có 2 cánh. Cuối cùng, để tách riêng hai loài khỉ và nhện, cô dựa vào số lượng chi của mỗi cơ thể sinh vật. Dễ dàng phân loại riêng khỉ vì cơ thể có 4 chi, trong khi nhện có 10 chi. Dựa vào khóa lượng phân này, chúng ta sẽ dễ dàng biết được từng đặc điểm đặc trưng của một sinh vật khác biệt so với các loài khác đó các em. Cụ thể như chúng ta sẽ biết được cá là động vật không có chân và có vảy, hay bướm là động vật có chân và có bốn cánh cô còn có một bài tập vận dụng dành cho các em cô đã xây dựng khóa lưỡng phân cho các động vật ốc sên trăng rùa chuồn chuồn ếch và chim bồ câu như sau các em hãy quan sát khóa lưỡng phân trên và điền những đặc điểm phù hợp để tạo ra khóa phân loại ở mỗi nhóm nhé như vậy đặc điểm đầu tiên cô lựa chọn là sinh vật có chân hay không ốc và trăng là những động vật không có chân khác với nhóm sinh vật còn lại Tiếp theo để phân loại hai loài này, đặc điểm của lựa chọn là sinh vật có vỏ cứng trên thân hay không. Ốc có vỏ cứng trên thân, còn chăn thì không có đặc điểm này. Nhóm các sinh vật còn lại có thể phân loại dựa vào đặc điểm sinh vật đó có cánh hay không. Chim bồ câu và chuồng chuồng có cánh, khác biệt với nhóm giữa ếch và rùa không có cánh. Trong nhóm sinh vật có cánh, chúng ta dựa vào số lượng cánh của sinh vật để phân thành hai nhóm, sinh vật có hai cánh và sinh vật có bốn cánh. Nhóm sinh vật còn lại, cô lại lựa chọn đặc điểm sinh vật có vỏ cứng ở thân hay không. Khi đó dễ dàng phân loại được thành hai nhóm, S là sinh vật không có vỏ cứng trên thân, khác với rùa. Như vậy, qua một số ví dụ cô vừa đề cập, các em hãy luyện tập thêm một số bài tập trong sách giáo khoa để có thể nắm vững những nội dung này nhé.